Sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trong quý 1, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nắm bắt tình hình tại cơ sở, chung tay thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống, an sinh xã hội của người dân, tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như công tác chăm lo Tết cho người dân, hội viên đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là triển khai chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền đã chuyển về quỹ người nghèo của tỉnh đạt trên 100 tỷ đồng. Tổ chức lấy ý kiến, góp ý sửa đổi luật đất đai, tích cực tham gia vào việc nâng cao chỉ số hài lòng của người dân. Các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đạt được trong quý 1. Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị trong quý 2 cần tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, hướng về cơ sở để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình nhân dân một cách toàn diện và sâu sắc, kịp thời thông tin, giải quyết các vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức hội đoàn thể và cấp ủy địa phương để thực hiện và nhân rộng hơn nữa những mô hình mới, cách làm hay trên địa bàn, không gói gọn ở địa phương, đơn vị của mình. Nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác giải phóng mặt bằng. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị là tiếp tục thực hiện cái chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 184 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội. Cái này đề nghị các đồng chí phải làm quyết liệt mạnh mẽ. Đặc biệt tới đây có cái luật thực hiện dân chủ cơ sở, các đồng chí phải thực hiện hết sức kỷ cương, là cái cơ cấu chúng ta đổi mới từ chính quyền hành chính sang chính quyền phục vụ. Chúng ta làm tốt cái đó thì thưa đồng chí là dân chủ cơ sở chúng ta rất tốt. Mà dân chủ cơ sở tốt thì đương nhiên là cái chỉ số PAPI này, chỉ số cải cách hành chính và các cái chỉ số khác của chúng ta sẽ nên được vượt bậc. Và thực hiện tốt cái việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh thì cái này nói chung nói nhiều lần rồi. Thế nhưng mà tôi có một vấn đề nữa mà đề nghị là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở đây là cái sự phối hợp. Không những phối hợp ngay trong Mặt trận Tổ quốc và mặt trận với các đoàn thể ở đây, mà chúng ta phải phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền địa phương và phối hợp các sở ngành. Ở đây chúng ta không có câu chuyện là của tôi, của anh là của anh. Chúng ta là thực hiện một nhiệm vụ chung, nhiệm vụ chính trị là xây dựng tỉnh Hưng Yên này, là phồn thịnh và phát triển ấy. Tình hình nhân dân ở Hưng Yên là phải ổn định và phải khá giả, phải giàu có, an ninh trật tự phải đảm bảo. Thế chúng ta phải thực hiện cái mục tiêu. Thế do vậy chúng ta phải phối hợp hết sức tốt với các sở ngành liên quan. Đồng chí Trần Quốc Toàn cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, sáng tạo để thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực ngay từ cơ sở.